Hello, xin chào tất cả anh chị em, chào tất cả mọi người đang theo dõi cái video của Tiến ngày hôm nay. Trong cái video này thì Tiến sẽ chia sẻ cho anh chị em, cập nhật cho anh chị em một số cái nội dung, những cái thông tin quan trọng bởi ngày tối ngày hôm qua vào lúc gọi là 0 giờ 30 phút thì cái web banner của bên Nga họ truyền về Việt Nam và chúng ta mới có cái dịch tiếng Việt. Và một số cái nội dung thì hôm nay Tiến sẽ tóm tắt lại ở cái nội dung đối với dự án DGU của chúng ta đã đầu tư. Thì đối với dự án DGU này thì Tiến cũng chia sẻ cho anh chị em khá là lâu rồi. Đến thời điểm này thì đến cuối năm 2024 này, vào năm tháng 12 2024 thì công ty sẽ tròn 5 năm. Đấy, thì thực sự với anh chị em là nhiều anh chị em đầu tư nói về thời gian nó lâu, nhưng thực tế là Tiến làm chia sẻ cho anh chị em và thực chúng ta cảm nhận được cái thời gian nó chạy, nó trôi đi cực kỳ là nhanh. Chúng ta nên thay đổi cái góc nhìn của chúng ta về cái cuộc sống, nó tính toán chúng ta hãy cố gắng sống từng ngày một cho nó trọn vẹn nó. Bởi vì thực tế là đúng là cứ mỗi một lần làm video chia sẻ cho anh chị em về cái dự án mà thực sự với anh chị em là có thể những mọi người đầu tư, anh chị em đầu tư thì sẽ cảm giác nó lâu, và cảm giác lâu thì nó đó là cái điều đương nhiên rồi. Bởi vì là cái mong muốn, cái nhu cầu của mình để cho nó đạt được cái gì đó hay là gặp một ai đó thì nó quy định về thời gian. Ta trong cái tư tưởng của chúng ta, trong cái tâm lý của chúng ta là luôn luôn có sự chờ đợi và mong mỏi. Nhưng những người thực sự mà chúng ta hãy bỏ đi những cái chờ đợi, cái mong mỏi đó thì thời gian nó đến rất là nhanh. Thấm thoát đã gần 5 năm rồi nhỉ. Đây là DGU, là một dự án Tiến chia sẻ về sau này khá là lâu. Chiếc UST dòng Solar Group cũng nhằng một phát đến chục năm, đến 7 năm rồi. Gần 7 năm, Solar Group từ 27. Bây giờ 2024 và DGU là cũng 5 năm rồi. Đấy, và thời gian vừa rồi năm ngoái Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em cái dự án MLC, công nghệ thiết bị y tế MLC. Đó là những cái quy trình của 4 năm khi Tiến bắt đầu tham gia cổ phần doanh nghiệp. Thì cuộc cách mạng 4.0 này thì Tiến cũng chỉ lọc ra những cái một số cái dự án cơ bản về data và cộng đồng thì nó cũng thành công rồi. Bây giờ chuyển về bắt buộc phải đi theo cái hướng là một về công nghệ giao thông hay là hoặc là về năng lượng hay là về những cái công nghệ thông tin, về y tế. Đó đều là những cái một cái nội dung mà Tiến lọc, Tiến chấp nhận ra ở các công ty gọi vốn và gọi vốn cộng đồng ấy. Thì để mình tìm ra những cái xương sống của cách mạng 4.0 này để mình tìm, mình đầu tư theo nó. Chứ còn để mà chúng ta biết đích xác một dự án nào nó thành công 100% thì cũng chẳng dạy gì mà những nhà đầu tư người ta phân bổ vốn, người ta đầu tư theo những cái hạng mục làm sao cho cái tương lai nó có đảm bảo nó, cái sự tỉ trọng, cái tăng trưởng cũng như là cái độ an toàn nó cao, đúng không ạ? Đấy, thì thực ra mới anh chị em bây giờ bảo nói đầu tư thì về cổ phần doanh nghiệp thì chúng ta phải lên đầu tư cổ phần lên sàn cơ, đã lên sàn rồi cơ thì nó sẽ khác. Và nhưng mà chúng ta như là những người, nói thẳng là những anh chị em chúng ta đang gọi là nghèo, chúng ta chưa có sự tự do tài chính thì chúng ta tìm đến những dự án mạo hiểm, thì đi theo những dự án về gọi vốn cộng đồng, những startup khởi nghiệp thì mặc dù nó rủi ro nó cao nhưng mà ta có được sự lựa chọn và cái tỷ lệ nó cũng sẽ thành công nó cao hơn, và với số tiền ít thì chúng ta sẽ đạt được cái kết quả nó cao hơn và nó sẽ vượt bậc hơn khi chúng ta đầu tư vào cái cổ phần doanh nghiệp đã lên sàn rồi. Đó là sự an toàn. Tiếng nói thật là chúng ta đang đi đầu tư mạo hiểm, như vậy là cái việc phân bổ vốn nó hết sức là quan trọng. Đối với thông tin của dự án DGU thì thông qua cái web banner vào hôm qua này và từ đầu sáng này thôi thì tổng kết lại ở cái cuộc ra mắt cái sản phẩm hay cái diễn đàn đầu tư ở tại Indonesia, tại Bali Indonesia thì chúng ta đã bán được bất động sản mà đã được gọi là
số hóa đi thông qua cái MRVKA Market. Đây là cái gọi là sản phẩm là Prato đấy, nó là cái token Prato, nó là một bất động sản ở đó. Và cái những anh chị em nào mua cái token này, bất động sản này thì nó sẽ được tăng trưởng trong khoảng 15 đến 16% trên một năm. Đấy. Và khi chúng ta đầu tư thì chúng ta có lợi nhuận ngay phần lãi đó. Và cái việc mà công ty cũng đang xây dựng một cái chương trình là cái chợ là market RVKA market ấy, nó sẽ được bán ở trên đó token rồi thì bất động sản ở đó thì nó sẽ được bán giao dịch. Anh chị em là muốn bán thì chúng ta sẽ đăng ký vào cái sàn đó của công ty, chúng ta sẽ có những đồng token này, nó sẽ được mở khóa ngay cho anh chị em bán. Thì khi anh chị em giữ lại nó sẽ thanh khoản rất là nhanh. Tức là cái bất động sản này nó sẽ chia nhỏ ra, thay vì cái việc chúng ta giữ là 230.000 đô một cái lô đất này thì chúng ta chờ thanh khoản hay là chờ một cái khách mới chúng ta đã mua được, nhưng hiện nay ta chia nhỏ phân mảnh nó ra thành 250.000 cái token đó và chúng ta bán đi, chúng ta phần trích ra, phần sử dụng, phần quảng cáo, phần còn lại ta sẽ bán đi cho tất cả mọi người, 5.000, 10.000 người chúng ta sở hữu đó và ta sẽ chia lợi nhuận đồng đều sử dụng cái công nghệ gọi là blockchain, smart contract, hợp đồng thông minh. Chúng ta sẽ chia lợi nhuận cho tất cả những cái người nắm giữ đó. Đấy. Như vậy là chúng ta thấy được rằng là đây là một cái xu hướng rất là lớn ở trong tương lai. Thì thị trường này chắc chắn là trong 2025, 26 trở đi nó sẽ bùng nổ rất là lớn. Do vậy là công ty chúng ta DGU tập trung vào khai thác thị trường này, và có nghĩa là cái giờ VK3 Market này liên quan đến bán tài sản kỹ thuật số được mã hóa là bất động sản hay là các cái vạn vật thực tế, có lẽ là cái sàn gần như là đầu ở trên thế giới, là cái xu hướng mà. Đấy. Mặc dù chúng ta mới nhưng từ đây là một cái cơ hội rất lớn cho chúng ta để chúng ta phát triển cái chợ này, nếu chúng ta dành đủ tiềm lực cho nó, dành đủ cho cái sự marketing và cho nó để giới thiệu cho các cái nhà đầu tư cũng như cá nhân trên thế giới ở cái thị trường này. Thế nghĩ đây là một cái sản phẩm sẽ làm gây tiếng vang lớn đối với cộng đồng chúng ta trong thời gian tới, cuối năm 2024 như đầu trong 2025, khi mà cái xu hướng này nó xảy ra rồi thì chúng ta sẽ đứng vững được ở trên thị trường này là điều đương nhiên rồi, đều xu hướng cả. Và cái sản phẩm là cái giờ VKA Bank kia là nó một cái ngân hàng số, và chúng ta cũng đã ra mắt thành công rồi và bắt đầu là nhận những cái số tiền ở trong cái để tích trữ lâu dài trong đó. Và cái quỹ đầu tư mạo hiểm nó xây dựng là chúng ta đã đăng ký thành công ở bên Mỹ. Và ở bên Mỹ thì cái quỹ đầu tư mạo hiểm này, quỹ đầu tư này thì là chúng ta có pháp lý đầy đủ ở bên Mỹ. Tại sao chúng ta lại xin giấy phép kinh doanh ở bên Mỹ? Bởi vì Mỹ nó là cái thị trường kinh tế lớn và nó là cái luật pháp của nó mang tính chất là toàn cầu và nó thống trị. Thì dù sao thì nó cũng sẽ yên tâm hơn và nó phù hợp hơn. Nó sẽ không ít bị cấm vận hơn. Ví dụ như Việt Nam cấm vận khác, Trung Quốc cấm vận, Nga cấm vận khác, mà thằng Mỹ nó cấm vận thì chỉ có tèo thôi. Ông nào liên quan đến Mỹ mà nó cấm vận về kinh tế chỉ có tèo đéo teo, đúng không ạ? Do vậy là chúng ta xây dựng cái cơ sở pháp lý ở quỹ đầu tư mạo hiểm này do Alexander làm chủ và ở ở bên Mỹ. Và ở đây họ sẽ quy định chỉ có được 100 nhà đầu tư thôi nhỉ. 100 nhà đầu tư có nghĩa là tối thiểu thì chúng ta cũng xây dựng một cái quỹ là ở đó những người nào cam kết vào nhà đây thì là một đầu tư là tối thiểu là 100.000 đô. Phải vào cái quỹ này phải cam kết đầu tư được 100.000 đô trở lên, 250.000, 1 triệu, 2 triệu tùy khả năng, nhưng mà tối thiểu là 100.000 đô. Thì chúng ta xây dựng 100 thành viên ở đây thì là với 100 đô thì ta quản lý một cái quỹ đầu tư là 10 triệu đô hoặc là có thể là hơn nữa, 20 triệu đô. Tất nhiên cái số tiền này nó sẽ không phải là nằm ở trong cái quỹ này đâu, nó không phải là có 100 triệu đô ở trong này đâu, 10 triệu đô trong này đâu, mà nó được tạo lên từ cái cộng đồng 100 người này. Tức là khi có dự án đến thì họ đầu tư tối thiểu họ phải đầu tư vào đó khoảng 100.000 đô chẳng hạn đó, hoặc là họ cái vốn nó điều lệ của tất cả những nhà đầu tư cá nhân là 100.000 đô. Thì khi chúng ta có quản lý quỹ đó thì tiền nó không phải nằm hết ở trong quỹ mà nó nằm ở cả các cái cá nhân, ở trong vòng 100 cá nhân ấy, thì chúng ta chia lợi nhuận ra. Quỹ nó chỉ là một cái đứng ra để một cái nơi trung gian, một cái nơi mà ai là phụ trách về pháp lý, về đại diện về pháp lý pháp nhân thôi. Còn khi mà chúng ta dựa vào đã xây dựng cái quỹ đó rồi, chúng ta sẽ đi chúng ta có liên hệ liên kết và cũng như là
là làm với các cái dự án khác thì chúng ta sẽ đạt được những cái vị thế. Và khi mà đạt được cái vị thế mua đầu tư sớm rồi, ví dụ đơn cử như là dự án Penela Network chẳng hạn, thì khi chúng ta đạt được cái vị thế rồi thì chúng ta sẽ được đầu tư vào đó là bao nhiêu nghìn đô. Ví dụ ta đầu tư được 50.000 đô thì khi công ty đầu tư vào 50.000 đô đó thì trong cái quỹ đầu tư này thì họ sẽ giữ là bao nhiêu, cái số tiền bao nhiêu, và công ty sẽ chia lại, ví dụ sẽ giữ lại khoảng độ 40.000 đô ở trong quỹ phát triển để cho 100 nhà đầu tư kia cũng cùng như quỹ phát triển. Thì cái tỷ lệ phần trăm, ví dụ như là anh chị em chia cho lợi nhuận sẽ cho mọi người trong cái quỹ này khoảng độ 75%, còn 25% là quỹ sẽ giữ lại để làm một cái hoạt động cũng như trả lương công nhân viên mọi thứ và phát triển xây dựng quỹ sau này nữa, là xây dựng quỹ quỹ chung mà. Đấy, còn cái số tiền 10.000 đô trong cái số 40.000 đô kia thì công ty sẽ làm gì ạ? Sẽ đưa ra cái sản phẩm là website PAT đấy, hoặc là cái nền tảng LAM PAT này bán cho cộng đồng nhà đầu tư của DGU. Thì ở đây là cộng đồng nhà đầu tư đã mua cổ phần của DGU hiện nay ấy, là khoảng 18.000 nhà đầu tư, còn khoảng 160.000 thành viên đã tham gia đăng ký và biết đến và tham gia vào cùng vào hệ sinh thái của DGU. Như vậy anh em thấy được tổng kết ở đó là công ty cũng gần như là cái buổi tổng kết năm rồi và tổng kết lại gần 4 năm rồi. Và những nhà đầu tư ở Bali họ và các nhà đầu tư trên thế giới họ khá là hào hứng và họ cũng rất mong muốn tham gia được cái quỹ đầu tư cũng như tham gia vào hệ sinh thái của DGU. Thì sau cái hội nghị ở Bali thì có khoảng là 40 cái quỹ đầu tư, là 40 quỹ đầu tư họ tự động họ liên hệ đến với công ty DGU và họ muốn tham gia cùng với hệ sinh thái của DGU cũng như là tham gia vào các quỹ đầu tư mạo hiểm và đồng hành cùng trong hệ sinh thái, để nắm cho anh em cái thông tin như vậy. Còn cái mốc là 30 tháng 6 là dừng cái việc gọi vốn cộng đồng, có nghĩa là 30 tháng 6 thì công ty sẽ dành ra một cái, có nghĩa cái sẽ dành ra một cái gói mua mới cuối cùng để cho cái người đó được ưu đãi, có gần như là cái gói cuối cùng đấy, mọi người cuối cùng trong năm về Tết ăn Tết đấy, mọi người cuối cùng cái mốc lịch sử 30 tháng 6 thì công ty sẽ có cái chương trình là gói cuối cùng. Có lẽ là đợt này sẽ công ty sẽ có những phần thưởng ưu đãi cho chúng ta ở cái thời điểm tháng 6. Thì Tiến chỉ nắm sơ qua là công ty nói là nó có cái ba mốc thời gian, ví dụ là từ mùng 1 tháng 6 và mùa 16 tháng 6 và mùng 1 tháng 7, thì ba cái mốc này khả năng công ty có một cái chương trình là khuyến mại để cho chúng ta đầu tư, chúng ta sẽ cuối cùng đấy là đầu tư với có thể là được 20%, 30% hay 50%, hoặc là chia cái gì đó, hoặc là tặng kèm theo cái gì đó để cái kết thúc và kỷ niệm và cái cuối cùng của chúng ta gọi vốn này. Và câu sau khi mà cái kết thúc ở tháng 6 và 1 tháng 7, thì từ mùng 1 tháng 7 đến 15 tháng 7 và đến 30 tháng 7, thì trong cái thời điểm này thì công ty bắt đầu là đốt cổ phần khoảng là 100 tỷ, đốt khoảng 100 tỷ và bắt đầu là sẽ củng cố lại và thiết lập lại cái công ty và chuyển toàn bộ ra sang cái một cái mục là sẽ nó vẫn là như vậy thôi, nhưng mà có thiết lập lại cái số lượng cổ phần của công ty thôi. Thiết lập số lượng cổ phần của công ty thì theo tỷ lệ, đúng cái tỷ lệ là nhà đầu tư cộng đồng trên thế giới là 40%, 40% là ban lãnh đạo TEM và cũng như là các cái nhà đầu tư ban đầu sớm họ nắm giữ, những người sáng lập công ty, và 20% sẽ là một quỹ dự phòng. Đấy, thì công ty cũng đang tính toán đến cái là cái việc là chúng ta sẽ trở lại, tới đây sẽ định giá lại công ty, nói là từ nay đến cuối năm sẽ định giá lại công ty, nhưng mà công ty nói sơ sơ khoa khoảng từ 600 đến triệu đô, và công ty muốn là gì ạ, từ giờ đến cuối năm công ty sẽ định giá được vốn hóa công ty khoảng là 1 tỷ đô để nó trở thành công kỳ lân mà. Đấy, thì nếu như là giá trị mà cái việc mà chúng ta định giá lại thì nó sẽ dẫn đến cái việc gì ạ, chúng ta đốt cổ phần đi định giá lại công ty thì nó sẽ ra cái cổ phần thật, giá trị của cổ phần thật thật của chúng ta. Ví dụ hiện nay anh chị em mua với giá 0.085 chẳng hạn, thế nhưng mà khi định giá công ty và tổng đốt cháy toàn bộ đi, còn số lượng còn lại là 10 tỷ hoặc 20 tỷ thì cái giá trị cổ phần nó sẽ thay đổi không? Nó có thể là 0.01 hoặc 0.05 hoặc là 0.1 hoặc 0.2, thì nó tùy thuộc vào cái thời điểm chúng ta định giá vào tháng 7 này. Kết thúc sau khi gọi vốn xong ta mới bắt đầu là chốt được số lượng cổ phần là đang góp là bao nhiêu, là bán ra bao nhiêu. Hiện nay công ty đã bán được khoảng 4,3 tỷ cổ phần rồi,
4,3 tỷ cổ phần. Thì hết đến tháng 6 này thì chúng ta sẽ tiếp tục là nếu như chúng ta bán được tròn khoảng tầm khoảng 5 tỷ thì nó dễ hơn, khoảng 5 tỷ thì 5 tỷ nhà đầu tư 5 tỷ và tầm 12 tỷ thì nó ra cái giá trị tổng cổ phần của công ty là bao nhiêu, và công ty bắt đầu là nhân nhân cộng trừ nhân chia chúng ta. Ví dụ thời điểm trước anh chị em mua ở giai đoạn từ tháng 11 2019 đến tháng tháng 1 năm 2023, từ tháng 1 2024, nói chung là sẽ làm 3 giai đoạn sẽ công ty sẽ phân bổ chúng ta. Thì cái số lượng cổ phần này nó sẽ tăng. Ví dụ như anh em hiện nay anh em đang có 1 triệu cổ phần, mà sau khi định giá và đốt cháy toàn bộ số cổ phần chưa bán và định giá lại, tổng lại, cơ cấu lại công ty, và với cái giá cổ phần ở thời điểm anh chị em mua cũng như kết hợp với cái giá trị ở thời điểm mà công ty định giá, mà giá của chúng ta mà chúng ta mua đắt thì chúng ta sẽ, hoặc là mua rẻ thì không sẽ có bổ bổ trong đại, nhưng mà khả quan cao hơn sẽ là anh chị em sẽ được nhận thêm cổ phiếu, có thể này anh chị em nhân 15% được thêm 15% cổ phần chẳng hạn, hoặc là 50%, hoặc là cũng có thể cao hơn nữa nếu như công ty mà sử dụng cái số lượng mà tổng cổ phần nó là cao thì chúng ta sẽ được nhân, ví dụ là nhân 1 lần, 2 lần hoặc nhân 3 lần của số cổ phần của anh chị em. Thì cái điều này thì trong tháng 7 chúng ta sẽ rõ, và từ nay đến 30 tháng 6 thì thời gian nó chỉ còn khoảng 50 ngày thôi, thực sự nó rất là nhanh anh chị ạ, nó nhanh lắm, nói thế thôi đã nhàng phát hết 1 năm đến nơi rồi. Tết mới Tết ngày nào thì muốn chia sẻ cho anh chị em, với thời điểm này đã bắt đầu mất được nửa nửa năm rồi đấy, 30 tháng 6 là mất nửa năm rồi, còn nửa năm còn lại là Tết rồi, nó rất là nhanh. Vào cái mùa hè này thì sẽ có được nhiều nhà cái đầu tư lớn họ tham gia, họ thường thường mùa hè đầu tư lớn họ tham gia, cuối năm thì nó tổng kết năm rồi thì nó ít, nhưng thời điểm này bắt đầu nhà đầu tư lớn tham gia đấy. Và đối với dự hệ sinh thái của DGU thì hiện nay chúng ta đầu tư là vào với cái sản phẩm tập trung vào, thêm sẽ là tầm khoảng 4 đến 5 cái sản phẩm nữa. Đấy, 4 đến 5 cái sản phẩm nữa, từ giờ đến cuối năm sẽ chúng ta đưa ra thêm khoảng 4 5 sản phẩm nữa. Có thể là trong những cái group mà liên quan đến đến cổ phần, đến token đấy, đến đầu tư tiền điện tử ấy, thì khả năng công ty sẽ có một những cái sản phẩm nó gần như mà sẽ cho cộng đồng chúng ta vào chơi chơi về chơi, có thể dạy anh chị em cách chơi, ví dụ như cái chơi đi về crypto chẳng hạn, vì cái tỷ lệ thắng khoảng tầm 80-90%, ví dụ thế, là người ta sử dụng AI, chúng ta đang công với AI, chúng ta có công nghệ dự đoán, phân tích dự đoán và không, thì tiến nghĩ thời gian cuối từ đến cuối năm thì anh chị em sẽ được nhận những cái sản phẩm đó. Và khi tiến hy vọng rằng là có những cái sản phẩm mà chúng ta tham gia vào mà nó sẽ được, có nghĩa là chúng ta có sẽ chơi đi chơi lại sẽ vào đi kiếm tiền hàng ngày, tại vì một ngày cái tỷ lệ ví dụ ăn 1%, 2%, 3% chẳng hạn, thị trường crypto anh chị em đang chơi mà đúng không? Đấy, thì có những sản phẩm đó ra để công ty để làm gì ạ? Để cho nhà đầu tư chúng ta đang muốn cho những nhà đầu tư chúng ta tham gia có tiền, anh chị em có tiền thì chúng ta mới nuôi được cuộc sống và mới mới tập trung và đầu tư với và chỉnh chu để cho xây dựng, cùng nhau đồng hành xây dựng với hệ sinh thái của chúng ta không? Đấy. Còn đối với DGU thì nó là một công ty công nghệ thông tin, thì cái việc chia cổ tức của chúng ta năm 2020, 21, 22 đã diễn ra rồi, chúng ta thấy rằng chỉ 1 năm 2 lần, nhưng thời gian trong 2025 trở đi, 26 trở đi, nếu như cái hệ sinh thái chúng ta phát triển tốt ấy, thì chúng ta sẽ được nhận cổ tức theo quý hoặc là thậm chí là theo từng sản phẩm. Đơn cử như vừa rồi anh chị em thấy được cái sản phẩm là Lampad, công ty cái website Pass đấy, thì chúng ta đã tạo ra một cái ví là ví Web3, nó liên kết trực tiếp với cái tài khoản của Telegram hoặc là Facebook hoặc các tài khoản mạng xã hội khác của anh chị em, và ở trong này chúng ta sẽ giữ được nhiều cái loại tài sản khác nhau, cũng như là chúng ta sẽ tham gia vào, chỉ cần giữ USDT trong cái ví website wallet này thôi, và chúng ta sẽ được tham gia vào cái những bán những mua những vòng sớm tối thiểu từ 50 đô đến 70 đô, tham gia vào thông qua cái nền tảng Lampad.
Đấy, thì công ty sẽ liên tục mà cập nhật và phối hợp với các cái nhà đầu tư lớn cũng như các quỹ đầu tư, các sàn giao dịch, và sẽ tìm và lọc ra những cái sản phẩm tốt để cho chúng ta tham gia đầu tư và với đầu tư dài hạn nhiều năm sau này nữa. Đấy, phải không? Thì Tiến nghĩ rằng ở đây là một đi deal nó tạo ra chúng ta một cái cơ hội rất là lớn mà chúng ta không phải đi lang thang. Ví dụ như mới Tiến hoặc là anh chị em là một người mới vào tham gia đầu tư tiền điện tử chẳng hạn, thì bây giờ chúng ta có cổ phần của đi deal rồi, chúng ta cũng phải không phải tìm ở đâu cả. Chúng ta không không phải việc lo lắng là lên sàn tìm đồng coin này đồng coin kia nữa, mà chúng ta chỉ thông qua dựa vào cái nam pad đấy thôi, và cái đồng token chúng ta mua như thế nào, nắm giữ ở đó và theo đúng cái lộ trình mà công ty đưa ra, thì chúng ta sẽ nhích ít tài sản của chúng ta lên mà chúng ta không phải lo lắng phải đi tìm. Mà công ty hoặc là các cái đối tác khác họ đã có những cái đội ngũ họ chuyên biệt, họ đi nghiên cứu dự án, họ sàng lọc, họ làm sao chúng ta vào với giá trị, đặt vào giá trị để chúng ta mới có lợi nhuận. Đấy, thì đối với cái sản phẩm Lampad vừa rồi công ty sẽ bán được 3 cái Lampad, thì công ty đã thu về đã có lãi là khoảng 23.000 mấy trăm đô đấy. Công ty vừa rồi với sản phẩm vừa rồi là công ty đã lãi là hơn 20.000 đô rồi, hơn 23.000 đô la rồi. Và trong mục tiêu và hiện nay thì dùng trong cái website wallet và cái Lampad đó thì chúng ta có khoảng 5.000 thành viên, hơn 5.000 rồi. Và trong phấn đấu trong năm 2024 và chắc các năm tiếp theo thì công ty sẽ đạt được cái tỷ lệ khoảng từ 50, 70 hoặc thậm chí là 100.000 cái người tham gia vào cái Lampard này. Thực ra Lampard này thì bởi vì anh chị em chưa tham gia nhiều, bởi vì anh chị em còn đang lo tiền tập trung vào mua góp cổ phần của Diju đúng không? Thì cái Lampard này thì nó sẽ sau này khi mà chúng ta sẽ nhiều nhà đầu tư mua xong Diju rồi, chúng ta sẽ có cái thành phần chúng ta sala tham gia Lampard. Nhưng anh chị em thích đầu tư điện tử thì chúng ta sẽ tham gia cùng quỹ chẳng hạn. Có 100.000 đô chúng ta tham gia cùng quỹ, hoặc là chúng ta đầu tư số tiền nhỏ 50 đô, 100 đô trở lên thôi cũng ok không? Đấy, thì cũng như cách thức chia nhỏ này, Tiến nghĩ Diju sẽ rất thành công đi với những con đường như thế này, và có lộ trình cụ thể và có cách làm cụ thể và được chứng thực ở thực tế rồi. Đấy. Nên do vậy là chúng ta sẽ tin tưởng vào cái việc mà công ty cũng đang đưa dẫn dắt cộng đồng của chúng ta. Đấy. Ở cái cổ tức thì nói công ty cuối năm nay công ty sẽ sử dụng cái số tiền ở trong cái Lampard này để chia cổ tức của chúng ta. Nếu thực sự như vậy thì quá tuyệt vời. Thì theo cái hướng thì anh chị em theo suy nghĩ của anh chị em là công ty sẽ chia cổ tức theo hướng nào? Theo là quý một một lần hay là cho cái kiểu dạng là chia cổ tức theo từng sản phẩm một? Đấy, rất là hay anh chị em ạ. Công ty đi theo hướng IPO thì IPO mở, thì theo tôi nghĩ là không IPO mở đâu, sẽ đi theo hướng IPO kín. Cái ưu điểm của IPO kín là gì ạ? Cái cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta rất là đoàn kết, và chúng ta đi theo cái kiểu dạng như là đầu bầy đàn anh em, đi theo bầy đàn và tham gia vào cái dự án nào đó thì nó sẽ tỷ lệ thành công cực kỳ là cao, phải không ạ? Chúng ta tham gia, chúng ta có cộng đồng, chúng ta phát triển nó đấy cực kỳ là ok. Và cái giá trị cổ phần của công ty của chúng ta nó chỉ có tăng trưởng, nó chỉ có lên thôi, nó không không giảm. Nó chỉ viết ra IPO kia nó có thể liên quan đến nhà đầu tư mua đi bán lại, nhưng với những cổ phần của công ty DG chúng ta thì chúng ta là những người nắm giữ cổ phần, là những người xây dựng tái kiến tạo của công ty, và chúng ta cái cổ phần của chúng ta được nhận cổ tức và giá trị của công ty sẽ tăng lên. Khi mà anh chị em nào trong nhà đầu tư trong cái công ty muốn bán cổ phần, công ty mua lại cổ phần của anh chị em, thì đương nhiên là cái vấn đề là giá chỉ có tăng thôi không giảm. Tiến thích đi theo cái con đường đấy anh chị ạ, Tiến thích đi theo cái con đường mà chúng ta sẽ công ty sẽ cứ ta ai muốn bán công ty mua lại với giá thực tế định giá rõ ràng công ty và công ty mua lại, phải không ạ? Đấy. Đấy, và chúng ta được nhận cổ tức, và nếu như chúng ta nhận cổ tức theo quý cũng được thôi, nhưng mà quý thì nó gần sẽ gây áp lực khi chúng ta chưa xây dựng được một cái nền tảng doanh thu một cách đều đặn thì việc chia cổ tức theo quý nó sẽ bập bõm, nó sẽ ít sẽ nhiều. Do vậy là công ty sẽ đang kiểu dạng như là muốn chia cổ tức theo sản phẩm. Ví dụ sản phẩm Lampard này chúng ta bán thành công vừa rồi, chúng ta thu nhập được khoảng 23.000 đô, thì cuối năm nay chúng ta bán thêm một vài cái Lampard nữa, chúng ta có thể kiếm được khoảng độ tầm 2 triệu đô chẳng hạn, hoặc là 3 triệu đô, hoặc là 5 triệu đô đi. Ví dụ, tính ví dụ thế. Ví dụ ta kiếm được 2 triệu đô thì ta trích ra 50% cái lợi nhuận ở cái Lampard đó là khoảng độ 1 triệu đô ta chia cổ tức cho tất cả toàn bộ nhà đầu tư. Sau này đến dự án EOA nữa, EOA chúng ta cũng đầu tư vào đó 1 triệu đô, 1 triệu đô EOA, mặc dù nó là hệ thống, nó là của ta, phải không?
mặc dù nó nằm trong hệ sinh thái của DeepView, lợi nhuận mọi thứ nó chia cho chúng ta vẫn theo về cổ phần DeepView, nhưng nó vẫn dựa trên cái góc độ là khi chúng ta tham gia quỹ đầu tư hiểm, đầu tư vào EOA sản phẩm nghiên rất nghiêm túc và đang làm, và với EOA chúng ta lãi khoảng độ 50 triệu đô chẳng hạn, và ta sử dụng 25 triệu đô đó ta chia cổ tức cho tất cả nhà đầu tư, thì anh chị em sẽ thấy nó có tuyệt vời không? Hoặc là sản phẩm tiếp theo là sản phẩm Binary chẳng hạn, ta cũng đầu tư vào đó nó khoảng là 500.000 đô, hoặc là sản phẩm Britme chẳng hạn, ta đầu tư vào nó khoảng 6 triệu đô, hoặc là cái sản phẩm là Patato chẳng hạn, chúng ta đầu tư vào đó, thì cứ quỹ đầu tư mạo hiểm nó sẽ mỗi một sản phẩm chúng ta có lợi nhuận, chúng ta sẽ trích phần trăm chúng ta chia cổ tức, và chúng ta lại giữ lại phần trăm ta phát triển công ty và ta đi theo cái hình thái đó, thì anh chị em thấy rằng giá trị công ty của chúng ta nó cao ạ. Những anh chị em ngoài kia không mua cổ phần DeepView thì sẽ không bao giờ có cơ hội để chúng ta mua được, bởi vì là nếu như anh muốn mua ví dụ như cộng đồng là 18.000 cuối dự án đến tháng 7 tầm khoảng đó 15.000 chẳng hạn, 15.000 nhà đầu tư, hoặc là cuối năm nay 20.000 chẳng hạn, 20.000 nhà đầu tư nắm giữ, công ty sẽ có kế hoạch bán cổ phần cho các quỹ đó nhỉ. Do vậy là ví dụ như là chẳng hạn anh chị em nào ngoài kia mà chúng ta muốn mua cổ phần DeepView nhưng với thời điểm này anh chị em không mua chẳng hạn, thì chúng ta cũng chẳng bao giờ mua nữa, và chúng ta chỉ được mua, ví dụ với thời điểm này chúng ta mua được là 10 triệu cổ phần của DeepView thì chúng ta cũng chỉ có được 10 triệu thôi, chúng ta cũng không lên sàn nào chúng ta mua được, bởi vì là khi mà chúng ta giữ đó thì chúng ta vẫn được giữ cái tài sản đó, nhưng mà chúng ta chỉ cần hé ra bán là công ty mua lại luôn đó, chúng ta cứ hé là muốn bán bao nhiêu công ty lại mua lại với giá đúng cái thời điểm chúng là công ty đang mà anh chị em muốn bán đó, thì thử hỏi rằng cái giá trị cổ phần của chúng ta nó có xuống được không anh chị em, luôn luôn tăng giá cổ tức chúng ta chia thì đồng nghĩa với việc là gì, giá trị của chúng ta sẽ xây dựng một giá trị một công ty tuyệt vời. Đây là công ty đúng với nghĩa công ty DeepView đang làm là gì ạ, cái tư tưởng chỉ đạo hay gì ạ, cái sứ mệnh của DeepView, theo Alex Goldnieff nói là gì, cái sứ mệnh của DeepView là gì, khiến cho mục tiêu của DeepView làm cho những con người chúng ta được hưởng lợi chính từ công nghệ thông tin. Đấy. Thì khi mà anh chị em đã đồng hành cùng công ty, đồng hành công ty từ thời gian suốt 2019 đến nay, và giá trị của cổ phần của anh chị em đầu tư vào, những cái số tiền anh chị em đầu tư vào đó thì anh chị em sẽ nhận được cái giá trị rất nhiều với giá trị, bởi vì nó ở đây là có sự tôn vinh của những người người đi cùng, đây là cái niềm tin mà công ty Tiến muốn thấy thấy được, công ty đang xây dựng cái niềm tin này và muốn cho những nhà đầu tư của chúng ta được hưởng được những cái lợi nhuận này ở trong hệ sinh thái mà không muốn đưa ra bên ngoài. Việc đơn giản như hiện nay dự án UST rồi chẳng là dự án Solar Group thôi, họ muốn gọi là không muốn IPO, công ty họ ví dụ công ty họ có lợi nhuận có lãi họ chỉ chia dành để chia cổ tức thôi, họ không cần IPO, nó y hệt như cái công ty của ông cà phê Trung Nguyên đấy, họ không IPO nhỉ, anh chị em. Thế nhưng mà thực tế những người những cổ phần phần hóa những người đồng hành cùng ông cà phê ông Nguyên Vũ này rất giàu, bởi vì sao, lợi nhuận của công ty họ chia theo hình thức cổ tức và cổ phần của cổ đông, không có ai được hưởng ở cái quyền lợi gì ở cái Vina Cà Phê ngoài cái việc nhà nước đóng thuế nhà nước cả. Thế do vậy là cái mà anh chị em đang mong mỏi mỏi về đầu tư cổ phần phải IPO, không cần IPO nhưng mà anh chị em vẫn phải giàu, đó là cái hướng đi rất là chắc chắn và chúng ta bảo đảm được cái giá trị của chúng ta bỏ ra, phải không ạ? Khi mà anh chị em bán mua đầu tư cổ phần trong khi IPO chúng ta bán đi hết rồi thì chúng ta cũng hết tiền, nhưng ở thời điểm này mà công ty anh chị em bán công ty muốn mua lại chẳng hạn, cái gì và cái giá trị cổ phần này nó cứ luôn luôn tăng của chúng ta và cái khép kín ở trong cộng đồng chúng ta, đây tôi nghĩ là một một trong những cái hình thức là đầu tư về crowdfunding mới và nó phù hợp với thời điểm này và nó nâng cao cái giá trị của cá nhân lên rất là lớn, mà nó sẽ tách biệt cái việc là lợi ích nhóm, lợi ích của từng người một, hay chính xác hơn là gì, nó tách khỏi giới tài phiệt, khỏi những cái hoạt động của chúng ta, khi cộng đồng của chúng ta đã tạo lên một cộng đồng lớn, chúng ta có số tiền và sẽ chúng ta không bị kiểm soát bởi những người giàu họ làm lũng đoạn thị trường họ, và chúng ta tự làm tự ăn và tự phát triển, tất nhiên là chúng ta phải có cái gì đó chúng ta mới làm tự ăn được của họ, mà chúng ta họ bên ngoài họ thèm khát, thậm chí có những công ty họ làm theo cái hình thức kinh doanh IPO kín này và còn các cái sàn giao dịch họ còn mời anh chị ạ, còn mời họ lên IPO họ không IPO đó.
Đó là cái điều mà Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em một số thông tin cập nhật để anh chị em vững tin hơn về dự án của DZU chúng ta, và đi theo một hướng mà nhiều anh chị em có thể không hiểu hoặc là có thể nghi ngờ, nghi ngại. Nhưng đó là việc vấn đề của anh chị em, nghi ngờ là của anh chị em, còn đầu tư là của việc của Tiến, hoặc chia sẻ là việc của Tiến. Còn anh chị em tin hay không tin tùy vào. Thời điểm này là thời điểm mà chúng ta còn 50 ngày thôi, thì với những anh chị em nào mà có người có bạn nào đầu tư thì anh chị em có chia sẻ cho họ, cho họ đầu tư thôi, còn thì họ sẽ không có cơ hội để họ lên sàn họ mua đâu. Với dự án khác thì có thể nói, Tiến nói có thể nói anh chị em có cơ hội để lên sàn mua, nhưng với dự án DZU theo Tiến nghĩ thì với tính toán của công ty, với đường lối công ty đang làm như thế này thì đến 99% là công ty sẽ không IPO mở đâu, và IPO kín mà công ty muốn kiểm soát lượng cổ phần này, và cho là anh chị em sẽ không có cơ hội bên ngoài vào trong cái cộng đồng của chúng ta, mà họ chỉ vào với mang tính chất là sử dụng sản phẩm, hoặc là vào mang tính chất là đầu tư vào hệ sinh thái và sản phẩm thôi, chứ còn không, họ không đứng trên góc độ làm chủ nữa. Những người làm chủ là những người sở hữu cổ phần đó. Đây là cái rất là hay của công ty đang làm. Thì có một số nội dung Tiến cập nhật nhanh cho anh chị em như vậy, thì là mong anh chị em sẽ chia sẻ video này cho cái đồng đội của mình, cho bạn bè, cho hệ thống của mình, để họ nắm được cái thông tin này dễ dàng hơn. Và chúc tất cả anh chị em cô chú đang theo dõi video của Tiến chúng ta sớm được đạt những cái thành công trong tài chính, cũng như là giữ gìn được sức khỏe, bảo đảm sức khỏe, đúng không ạ? Xin cảm ơn tất cả mọi người.